Em chào cả nhà nhá. Bên em mới về được một chiếc xe đời khá là cao đây. Một chiếc xe chạy lướt. Và em mua của một anh mang đến cửa hàng em anh bán. Biển 34. Anh đấy ở gần khu vực nhà em các bác nhá. Mẫu xe Hyundai i10 2018. Bản máy 1.25 các bác nhá. Xe đẹp kính quang, xe mới kính quang luôn. Xe như đập hộp luôn các bác nhá. Em ra cửa hàng mới thì đợt này mua được rất là nhiều những mẫu xe đời cao. Đợt tới thì sẽ đưa lên cho các bác xem. Các bác mình mua hoặc là mình đổi xe thì đợt này bên em khá là nhiều xe đời cao các bác nhá. Cái i10 thì hiện tại bên em đang có mấy con liền, có cả xe 2 đầu và có cả xe 1 đầu. Đây, có cả con kia nữa kìa. Con kia là bản đồ các bác nhá. Đây, biển 34, tên tư nhân. Xe zin hết luôn, zin cả xe luôn, tất cả zin hết luôn các bác nhá. Chỉ có một chút sơn bên ngoài là phải lại thôi. Chứ còn thì tất cả còn lại là zin. Ghế lỉ vẫn zin này, máy số của xe là cũng chưa động chạm đây này. Máy số của xe cực đẹp. Đấy, máy số rất là sáng luôn, vẫn còn chấm sơn. Vẫn chấm sơn đánh dấu các bác nhá. Lốp vẫn còn rất là dày này. Xe Grand i10. Vô lăng của xe thì còn rất là đẹp rồi. Tiếp quay vô lăng cho các bác xem. Đây, vô lăng đẹp. Bây giờ khả năng em sẽ mở hết cánh cửa đi. Xong là giới thiệu quay cho các bác mình xem qua một vài vị trí đi. Đấy. Cốp điện các bác nhá. Tất cả đèn của xe vẫn là đèn zin hết. Đấy, nội thất cũng vậy, nội thất zin hết các bác nhá. Xe lên màn hình rồi. Màn hình và có khóa khiển rồi. Một chiếc xe chủ mua từ lúc đập hộp đấy ạ, mua từ mới luôn và mới chạy được có hơn 4 vạn thôi các bác nhá. Xe chạy được hơn 4 vạn thôi. Tí em sẽ quay km cho các bác xem luôn. Đấy, với giá tiền cực kỳ hấp dẫn và hợp lý. Đấy, chỉ có với giá là hơn 200 triệu thôi các bác nhá. Và cụ thể giá thì các bác nhìn là tiêu đề cho em sẽ đưa lên tiêu đề để cho các bác nhìn được giá các bác nhá. Tất cả xe bên em đều có giá ở phần tiêu đề. Các bác hãy đăng ký kênh để được nhận báo giá thường xuyên. Và bây giờ thì em sẽ quay kỹ cho các bác xem từ phần 1 của chiếc xe này. Một xe quá mới luôn so với đời. 2018 mà chạy được có hơn 4 vạn, phải nói là như vậy là ít đúng không ạ? Nhưng nhiều con em thấy là chạy đến cả chục vạn rồi. Đấy đúng không ạ? Máy số zin nguyên, chưa động chạm gì các bác nhá. Và tất cả những con bu lông ốc vít ở phần cánh cửa hay là cabo hay là cốp cũng vậy, chưa động chạm gì các bác nhá. Đấy, sàn của xe thì anh chủ này cũng đã lên sàn da rồi. Và ghế này, ghế vẫn là ghế lỉ zin này các bác này. Đấy, có cái đốm bẩn kia thì các bác về mình vệ sinh nó ok thôi nhá. Đấy, ghế lỉ này rất là mới đây. Đấy, các bác xem. Ghế lỉ nguyên theo xe. Táp lô táp ly của xe căng mọng luôn. Đấy, căng mọng luôn các bác nhá. Đây. Đấy, căng mọng luôn này. Không có một chút gì gọi là kém cả đúng không ạ? Đây, củ số đây, củ số dày bịch luôn. Đấy, da này da zin đây các bác nhá. Tất cả những cái phím bấm đây này không có hiện tượng bị kém mòn tí nào luôn này các bác này. Đấy. Màn hình Android các bác nhá, màn hình Android rồi. Đấy, vô lăng này. Các bác nhìn này, những cái phần gai ở vô lăng sần nổi lên còn rất là cao luôn. Đấy, các bác xem, nổi lên rất là cao. Rất là dày đúng không ạ? Rất là cao và rất là dày luôn này. Côn số lái thì nhẹ nhàng rồi đúng không ạ? Km của chiếc xe đây các bác nhá. Rồi mình nhô 4 vạn chút xíu thôi. Xe mới luôn. Điều hòa sử dụng tốt hai chiều lóng lạnh, mát sâu. Đăng kiểm tháng 1 năm 23. Đây, tháng 1 năm 23 các bác nhá. Trần của xe thì vẫn là trần lý này. Đấy, trần lý rất là mới đây. Trần lý nguyên. Đấy, ghế đây các bác nhá. Ghế của cái dòng xe này là mặt trên là lý và mặt sau là da. Đây là nguyên bản của cái chiếc xe dòng i10 này. Đấy, chìa khóa đây, có chìa khóa khiển rồi các bác nhá. Đấy. Tất cả mọi chức năng của xe hiện tại đang hoạt động hoàn hảo luôn. Không có lỗi gì để cho các bác chê đối với con xe này luôn. Đấy, chiếc xe là chỉ bàn về giá thôi nhá, không bàn về xe. Chỉ bàn về giá, không bàn về xe các bác nhá. Đây. Đây các bác nhìn này, những con bu lông ốc vít của xe này rất là sáng luôn, sáng rực luôn. Nó còn chấm sơn đúng không ạ? Nó trong hoàn toàn là sơn zin các bác nhá.
đồng trong sơn zin hoàn toàn luôn đấy ạ. Đây, móc khóa này rất là sáng đẹp này. Đấy, có cái bụi bẩn một chút thôi đúng không ạ? Một chiếc xe chưa làm lại gì cả. Bên em cũng đã kiểm tra và test kỹ đối với cái mẫu xe này rồi. Đấy, và các bác nếu mình xuống tiền mua thì mình có thể test lại các bác nhá, có thể test lại để được yên tâm hơn. Đây, những cái gioăng này, tất cả kính của xe cũng là đều là kính zin cả đấy ạ, đều là kính zin cả các bác nhá. Đây, đều là kính zin hết. Đây các bác nhìn này. Đấy, tất cả nguyên, chưa động chạm gì. Đấy, nóng trong sơn zin. Đấy, tắp lô, tắp ly của xe đây. Đây, chỗ này thì em quay lại cho các bác xem nhé. Đấy, em chưa quay kỹ đúng không ạ? Đang quay kỹ hơn nữa này. Đấy, rất là mỡ, rất là tươi này. Đấy, cho xem. Giỏi lắm hai thằng này. Vâng. Có hai thằng em đang quay nó chạy ra nó trêu. Đấy, không sao cả, mình quay việc của mình đúng không ạ? Các bác thì mình trong đợt này mà mình không đến xem xe trực tiếp được đấy ạ, thì bên em có chương trình là giao xe và chuyển xe mang xe tới tận nơi cho các bác nhá. Đợt này bên em chuyển xe đến cho các bác rất là nhiều. Từ đầu tháng đến bây giờ, từ đầu tháng 7 đến bây giờ đấy ạ, là bên em cũng đã bán tầm khoảng 5-60 con rồi. Tuy rằng là tháng 7 và tuy rằng là dịch bệnh, thế nhưng mà khách hàng vẫn mua xe khá là đông và tin tưởng bên em khá là nhiều. Đây các bác xem, em đang quay kỹ cho bác một số những vị trí đấy ạ. Đây các bác xem này, tất cả những con bù lông ốc chân ghế cả các bác kìa. Đấy, như mới đúng không ạ? Đây, có một vài vị trí thì hơi bẩn thôi. À, chỗ cái ghế này nó có cái tàn thuốc lá nhá, rơi xuống và nó bị thủng mất một lỗ này. Đấy, cái đấy không ảnh hưởng gì đúng không ạ? Đây cũng chia sẻ với các bác một số những như vậy. Này, rất sáng đẹp này. Gầm sàn cô lốp của xe cũng vẫn nguyên nhá, bao bô lê cô lốp của xe còn nguyên. Đây, lốp khá là dày. Các bác có thể là lên một bộ na đăng đúc ở tầm khoảng 4-5 triệu các bác nhá, tùy theo loại mà các bác chọn. Đấy. Và các bác có thể là mình lên bộ đề lỗ start top nữa, tầm khoảng mất mấy triệu nữa thì chiếc xe nhìn nó sẽ ok hơn đúng không ạ? Còn đây là một chiếc xe nguyên bản, chưa độ gì. Đấy, chỉ có lắp thêm một chút đồ như là màn hình và có cái sàn da thôi, còn tất cả là còn nguyên các bác nhá. Các bác có nhu cầu, mình đang có cái tầm tiền như vậy và muốn mua một chiếc xe đời cao thì chiếc xe này là phù hợp cho các bác đây. Và mẫu xe này thì bên em có hỗ trợ trả góp cho các bác được nhá. Những cái mẫu xe mà từ đời 2014 trở lên thì bên em có hỗ trợ trả góp lên đến tầm khoảng 6-70% giá trị của xe. Đấy, hỗ trợ trả góp các bác mình có nhu cầu thì cứ gọi điện cho bên em. Đấy, mình cần là bỏ ra tầm khoảng 3-40% giá trị xe thôi thì mình đã có thể là sử dụng mẫu xe đời cao như này rồi. Đây, đèn phía sau đây em quay gần một chút này. Đấy, và những phần máng nước này. Đây, cốp phía sau đây, cốp nỉ sạch đẹp các bác nhá. Dưới là lốp dự phòng. Đây, lốp sơ cua, lốp dự phòng của xe là chưa động chạm, chưa chạm đất các bác nhá. Đây, lốp sơ cua này các bác nhìn này, chưa chạm đất luôn, lốp sơ cua nguyên zin, chưa một lần chạm đất. Đây các bác nhìn cho em đây, tiếp tục. Đây, lốp nữa đây. Tất cả những cái vị trí quan trọng thì em đều quay kỹ cho các bác xem, quay gần đúng không ạ? Đây này, đây, đẹp chưa, quá mới luôn đúng không ạ? Tắp đi tắp lô đây. Đây, không bóng mờ một tí nào luôn, những cái vị trí phím bấm này các bác nhìn đúng không ạ? Đây, những con móc chốt khóa đều sáng đẹp như này các bác nhá.
Tí em sẽ quay các bác xem phần động cơ. Phần động cơ nữa, phần động cơ rất là sáng. Rồi các bác xem ạ. Với cái động cơ máy 1.25 này thì sẽ ra động tầm khoảng 5 đến 6 lít, tầm khoảng trên dưới 5 lít trên 100 km các bác nhá. Siêu tiết kiệm nhiên liệu. Và một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, mẫu xe Hyundai, các bác biết rồi, là một trong những mẫu xe mà được mệnh danh lồi đồng cưa đá, đúng không ạ? Rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Đồ đạc phụ tùng thay thế dễ, khá là rẻ, sẵn có nữa, đúng không ạ? Đây, các bác xem nhé, em quay gần quay xa. Mục đích là để quay kỹ cho các bác xem, các bác cảm nhận. Đây cái vị trí tì tay bên lái đây. Đấy, gương kính điều chỉnh điện nằm ở đây nhé các bác nhé. Các bác đang xem video mình đang ngồi rảnh, cho em xin lần like một lần chia sẻ nữa. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây em quay gần một chút nữa cái vị trí này. Đấy, những con bu lông này rất sáng đẹp này. Đây, thông tin của chiếc xe đây các bác nhá, móc khóa đây. Các bác thấy chiếc xe thế nào ạ? À? Quá đẹp đúng không ạ? Các bác mua những mẫu xe đời cao 2018 này thì các bác cũng tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn đấy ạ. Xe mới sử dụng là đến bây giờ được có hơn 2 năm thôi, là gần 3 năm đúng không ạ? Đấy, và bây giờ thì giá trị của xe chỉ còn 200 mấy, chưa tới 300 triệu luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ mời các bác mình xem phần bên ngoài. Các bác nhá, đóng cửa lại và quay các bác xem phần bên ngoài. Đây, cửa đóng rất là êm này, rất là nhẹ. Do chưa bị va chạm gì, cho nên là tất cả cánh cửa xe nó vẫn còn nguyên. Đóng cửa nó sẽ khít và rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Đóng rất là nhẹ nhàng này. Đây là vị trí bên ngoài mà em quay cho các bác xem. Đấy, các bác xem này. Đấy, rong rồi kính này, kính bọc dán xung quanh hết rồi. Đây, phần nỉ phía trên cũng vậy, rất mới luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ quay các bác xem phần bên ngoài nhá. Các bác mình thấy chiếc xe này phù hợp, thấy đúng chân mẫu này thì mình xem và đến trực tiếp tại bãi, tại chợ, tại siêu thị. Đây, bên trong kia, chiếc kia là chiếc i10 nữa các bác nhá, i10 hai đầu. Bên em thì rất là nhiều, ở trong siêu thị còn rất là nhiều xe các bác nhá, trên dưới 100 xe. Hiện tại thì đang là trên 100 chiếc xe để cho các bác tham khảo luôn, để tiếp tục tham khảo những mẫu xe khác, những mẫu xe cũ đã qua sử dụng thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi nữa để được xem những mẫu xe khác và để được nhận báo giá hàng ngày các bác nhá. Đây đèn pha này trong vắt luôn, như mới đúng không ạ, như mới luôn. Đây, các bác xem. Rồi tiếp tục em đi một vòng xung quanh xe cho các bác mình ngắm này. Biển Hải Dương tên tư nhân, các bác ở Hải Dương mình mua mẫu này về thì sẽ không mất tiền biển này. Đấy, và không cần phải rút hồ sơ, tiết kiệm được một số tiền, mình vẫn sang tên được mà không phải mất số tiền, giống như là một số tỉnh khác các bác mua về nhá. Còn thì các bác nhà mình ở tỉnh khác, ở bất cứ tỉnh thành nào mà đang có nhu cầu, đang thích cái mẫu xe này của em thì bên em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ và sang tên cho các bác mình luôn, bất cứ tỉnh thành nào các bác nhá, tỉnh nào cũng được. Em quay gần chút nữa cho các bác xem phần này, phần đầu chiếc xe đây, kính của xe zin toàn bộ, kính trước kính sau và hai bên đều là kính zin các bác nhá. Rồi mời các bác mình xem nốt này. Còn đây là cái lốp mà em quay cho các bác xem đây. Đây, một vòng xung quanh nữa các bác nhá, vòng xung quanh xe đây.
quá đẹp luôn đúng không ạ? Đối với cái mẫu xe này thì các bác mình test, các bác check thoải mái nhá, check thợ, check hãng, kiểm tra trên toàn quốc cũng được, bất cứ đâu các bác nhà mình cần, các bác yêu cầu. Vâng, bây giờ thì đến phần gầm máy ạ. Gầm máy đầy đủ hết các bác nhé, như mới đúng không? Phần bao lê, phần cua lốp này, gì hết các bác này. Đây nhá, các bác cùng xem nốt. Vâng, bây giờ em mời các bác mình xem đến cái vị trí cuối cùng, cũng là cái vị trí quan trọng nhất của chiếc xe. Dòng này nó sẽ có hai phiên bản động cơ nhé, phiên bản máy 1 tấn nữa, chấm điểm chỉ có 3 máy thôi. Và con này của em thì máy 1.25, để thiết kế nó có 4 máy này. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó. Các bác nhìn đấy thì dễ hơn. Và đây nha, em quay các bác xem phần động cơ đây. Phần động cơ, đây, các bác xem. Rất mới luôn, đúng không ạ? Đây, vẫn chấm sơn xanh vàng này. Các bác nhìn này, những vị trí này vẫn chấm sơn xanh vàng này, đúng không ạ? Máy zin từ bắp dần cò nhá. Tất cả con bu lông ốp vít ở khu vực trong khoang máy này là chưa tháo, chưa động gì. Đấy, chưa tháo, chưa vặn, chưa động gì các bác nhá. Đây, cabo đây. Đấy, con bu lông của cabo xe vẫn còn nguyên này. Chưa động chạm gì này. Một chiếc xe không có lỗi. Và không bàn về xe các bác nhá. Các bác mình đến xem thì mình chỉ bàn về giá thôi, chứ còn thì không bàn về xe. Vâng, chiếc xe này em cũng đã quay xong và giới thiệu cho các bác mình tương đối là đầy đủ thông tin. Các bác đang quan tâm mình liên hệ trực tiếp và liên hệ sớm để được chốt chiếc xe nhá. Đấy, các bác liên hệ sớm thì bên em sẽ để cho các bác mình cái giá làm sao yêu nhất. Về giá cả đấy ạ. Về giá cả thì bên em đưa lên phần chủ đề thì vẫn còn lùi thêm, vẫn còn bớt thêm. Cho nên là mình cứ nhiệt tình alo để làm sao có cái giá hợp lý nhất các bác nhá. Video về chiếc xe này em đã quay xong và xin được tạm dừng, xin được kết thúc ở tại đây. Gặp lại các bác vào những video lần sau. Các bác hãy nhớ ủng hộ kênh bên em các bác nhá.